Lệnh 3D Polyline, vẽ ra tuyến 3D, các cách gọi lệnh từ menu và draw vào 3D Polyline. Cách thứ hai, nhập lệnh trực tiếp từ bàn phím, gõ từ chìa khóa 3D Poly. Bắt đầu tôi vẽ draw 3D Polyline. Tích chuột tại một điểm bất kỳ, rồi tôi tích chuột tại điểm các điểm kế tiếp. Enter. Thì đây là một đường đa tuyến 3D Polyline. Tương tự như vậy, để tôi vẽ một cái lò xo, tôi làm như sau. Draw 3D Polyline. Tôi tích tại điểm 1. Tiếp theo đến điểm 2. Điểm 2 thì ở đây tôi nâng cao lên một đoạn là 5 rồi đến 10, 15, 20, cứ tương tự như vậy. Thì đầu tư tiếp theo tôi nhập vào chấm xy, tức là mặt phẳng xy. Tôi cần đến điểm 2 là z, tôi nhập vào là 5. Enter. Tiếp theo đến điểm 3. Điểm 3 thì ở đây tôi chấm xy, chấm xy. Enter. Tôi cần là điểm 3, lên cao là 10. Tương tự như vậy, chấm xy, enter, rồi đến điểm 4, nên cao là 15, chấm xy, enter, tôi bắt ở điểm 5, z, 10, enter, chấm xy, enter, tôi chấm vào điểm 6, nên cao là 25. Tương tự như vậy, tôi chấm xy, tôi chấm điểm 1, nên cao là 30. Cứ tương tự như vậy, enter, thì tôi ra được một cái dạng hình lò xo. Hoặc tôi dùng lệnh edit để tôi chỉnh object Polyline, chọn đối tượng, sau đó tôi nhập vào S, Enter, thì ra một cái đường cong. Đó là lệnh 3D Polyline.